Nên bổ sung omega 3 vào lúc nào trong ngày? Việc bổ sung omega 3 cũng có thể là đơn giản, nhưng mà bổ sung vào cái đúng thời điểm thì có thể tối ưu hóa tốt hơn được sự hấp thụ và hiệu quả của nó. Thì dưới đây tôi xin nói về cách bổ sung vào thời điểm trong ngày. Thứ nhất là các bạn có thể bổ sung omega 3 vào cùng với bữa ăn để tối ưu hóa hấp thụ. Tại vì omega 3 là một axit béo không no, và việc bổ sung cùng với thức ăn chứa chất béo cũng sẽ làm tăng cường hấp thụ. Và chất béo trong thức ăn có thể giúp kích thích sản xuất mật và giúp hòa tan omega 3, tăng cường sự hấp thụ vào máu. Thì nó sẽ giúp cải thiện hiệu quả, và khi sử dụng các bữa ăn chính nó có thể giúp duy trì mức độ omega 3 ổn định trong máu suốt cả ngày và tối ưu hóa lợi ích của sức khỏe. Các bạn có thể vào bổ sung vào bữa sáng này, hay vào bữa trưa hay bữa tối đều được hết. Vậy thì làm sao để nhận biết và dấu hiệu và triệu chứng nào khi mà bạn bị thiếu omega 3? Một số cái triệu chứng thường gặp khi mà bị thiếu omega 3 là da khô và bong chóc. Thì omega 3 nó sẽ giúp duy trì độ ẩm và tính đàn hồi của da. Khi mà da khô và bong chóc hoặc là bị viêm da còn là có thể là dấu hiệu bị thiếu omega 3. Thứ hai là tóc khô và yếu. Thì thiếu omega 3 cũng có thể làm tóc khô, gãy và rụng. Thứ ba là móng tay. Khi mà móng tay dễ gãy và không chắc khỏe có thể liên quan đến bị thiếu omega 3. Thứ tư là khả năng nhận thức bị giảm. Thiếu omega 3 có thể giúp làm suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, khó tập trung và tinh thần bị mệt mỏi. Hoặc là thứ năm, các bạn có thể là bị đau khớp và viêm cơ, viêm khớp. Thì omega 3 có tính chống viêm, thiếu omega 3 có thể làm tăng nguy cơ bị viêm khớp và bị đau khớp. Tiếp theo là các vấn đề về tâm trạng, thì có thể là trầm cảm, lo âu và các vấn đề về tâm trạng khác nhau có thể dẫn đến có thể là do bệnh tình trạng bị thiếu omega 3. Thì cái phương pháp để mà kiểm tra xem có bị thiếu hay không là các bạn tự đánh giá qua chế độ ăn uống và kiểm tra xem hàng ngày các bạn có ăn đủ các nguồn thực phẩm dầu omega 3 như kiểu các loại cá biển hay không, như kiểu cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích, cá mòi, hay là các loại hạt, hay là các loại rong biển, tảo biển hay không, thì các bạn sẽ tự biết. Cái thứ hai là các bạn sẽ đi xét nghiệm máu, xét nghiệm cái nồng độ omega 3 trong máu. Đây là cái phương pháp chính xác nhất để mà xác định tình trạng thiếu omega 3. Từ đấy thì bác sĩ sẽ đưa ra những cái phương pháp để mà bổ sung cần thiết nhất. Ngược lại là các bạn tự hỏi là các bạn có thể bị thừa omega 3 hay không. Thì tất nhiên việc bổ sung omega 3 mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng mà việc tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến các tình trạng tác dụng phụ và cái ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Thì dưới đây là một số tình trạng bị thừa omega 3 và cái triệu chứng và cái tác động tiêu cực nào dẫn đến tình trạng bị thừa omega 3. Nhất là khi mà các bạn thừa omega 3 thì các bạn sẽ bị chảy máu và bầm tím ở trên da. Omega 3 có tác dụng làm loãng máu, làm giảm khả năng đông máu và tăng nguy cơ bị chảy máu và bầm tím. Thì triệu chứng là dễ bị chảy máu nếu răng hoặc là chảy máu cam, hay là các vết thương bị khó lành, hay là bị bầm tím ở trên tay chân hay là trên người. Thứ hai là huyết áp thấp, thì omega 3 có thể là làm giảm huyết áp, và đặc biệt là khi kết hợp với thuốc hạ huyết áp, triệu chứng là các bạn có thể bị chóng mặt, ngất xỉu hoặc có huyết áp thấp bất thường. Hay là ngoài ra thì các bạn có thể bị tiêu chảy hay rối loạn tiêu hóa. Khi mà sử dụng omega 3 liều cao thì các bạn có thể bị tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa bao gồm đầy hơi, buồn nôn, khó tiêu, hay là các bạn có thể bị nguy cơ oxy hóa và viêm. Khi mà các bạn sử dụng liều cao ấy, thì nó sẽ đi ngược lại với cả cái tác dụng chính của nó. Các bạn phải quản lý cái liều lượng omega 3 để đảm bảo cái sự an toàn cho chính bản thân, và các bạn nên sử dụng từ liều thấp cho đến cao hơn, và nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là đi xét nghiệm để mà xem các bạn có bị thiếu những cái chất này chất kia hay không, và làm cách nào để nhận biết và chọn được loại omega 3 tốt nhất. Thì thứ nhất là nó phải có nguồn gốc rõ ràng. Dầu cá hãy chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ cá biển sâu, vì chúng thường chứa lượng EPA và DHA cao. Hay là những loại dầu tảo biển thì lựa chọn tốt cho những người ăn chay và dị ứng với hải sản, nó cung cấp EPA và DHA trực tiếp từ tảo biển. Cái hàm lượng EPA và DHA thì nó thường cung cấp ít nhất là 500mg EPA và DHA trên mỗi khẩu phần hay là trên mỗi serving. Và các loại thực phẩm có chứng nhận từ tổ chức uy tín như là IFOS, International Fish Oil Standard, hoặc các tổ chức có kiểm định độc lập khác. Và đặc biệt là các bạn phải chọn không chứa tạp chất, đảm bảo không chứa các chất gây hại như kim loại nặng.
PBS hay các chất ô nhiễm khác. Các nguồn omega 3 từ thực vật như là các loại hạt, hạt lanh, hạt chia, hạt óc chó, hay hạt hạnh nhân, hay hạt điều, thì các bạn phải chọn các loại từ hữu cơ, không biến đổi gen và để đảm bảo chất lượng. Và hình thức bổ sung là các bạn có thể chọn cái viên nang mềm hoặc là các loại dầu lỏng tốt cho những người mà không thích uống viên nang nhưng cần chọn cái sản phẩm dầu chất lượng cao để tránh mùi tanh và giữ nguyên được hương vị. Để mà các bạn khi mà các bạn nào mà không uống được các loại viên nang hay là sợ mùi ấy, thì các bạn có thể chuyển qua ăn kẹo dẻo omega 3. Và tất nhiên là các bạn phải chọn cái giá cả hợp lý, không nên chọn sản phẩm quá rẻ vì có thể là chúng không đảm bảo được chất lượng, nhưng cũng cũng không nhất thiết là nhưng cũng không nhất thiết là chọn sản phẩm đắt quá. Thì các bạn có thể là so sánh và chọn những cái sản phẩm có giá trị tốt nhất cho mình. Omega 3 có tác dụng phụ gì không? Thì cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ như là tác dụng phụ về tiêu hóa. Thì khi mà các bạn uống omega 3 vào thì các bạn có thể bị đầy hơi khó tiêu, người bị đầy hơi khó tiêu hoặc là buồn nôn do cách uống vào có thể ợ lên cái mùi dầu cá thật tanh. Thì cách khắc phục ở đây là có thể là uống chung omega 3 vào sau bữa ăn hoặc là uống chung với bữa ăn. Để mà khắc phục cái tình trạng ợ hơi có mùi tanh thì các bạn có thể là sử dụng omega 3 loại có vị, có mùi mùi chanh hoặc là có cái lớp phủ enteric để tránh tan ra trong dạ dày để làm giảm cái mùi khó chịu. Ngoài ra đối với một số người thì có thể sử dụng omega 3 liều cao có thể là gây ra tiêu chảy ở một số trường hợp và bắt đầu cái từ cái liều lượng thấp và tăng dần để cho cơ thể thích nghi dễ ăn tốt hơn. Cái thứ hai là nó sẽ có nguy cơ chảy máu là khi mà các bạn là đang gặp các vấn đề hay là đang dùng các loại thuốc như kiểu thuốc chống đông máu hoặc là có rối loạn về chảy máu thì các bạn không nên dùng omega 3, có thể là làm loãng máu và tăng nguy cơ chảy máu hoặc bầm tím. Thứ ba là các bạn nếu mà các bạn đang tương tác với các loại thuốc khác thì đối với ai đang sử dụng các loại thuốc huyết áp thì omega 3 có thể làm tăng cường tác dụng hạ huyết áp của một số thuốc điều trị huyết áp cao. Và để mà lưu ý hơn thì các bạn nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Một số người có thể bị dị ứng với các loại omega 3 có ở trong hải sản hoặc là ở trong dầu cá. Thì để mà khắc phục cái tình trạng này thì các bạn có thể là sử dụng các loại omega 3 từ các loại hạt này hay là từ các loại thực vật như là tảo biển nếu mà các bạn bị dị ứng với hải sản.